Anh Thịnh ơi. Anh Thịnh, anh đang làm gì đấy? Chào anh. Em mang quà tới cho anh đây. Đây là quà mùng 2 tháng 9. Còn đây là quà của em. Anh ăn bưởi đi. Vâng, cảm ơn anh. Anh hút điếu thuốc này. Anh Thịnh này, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn muốn mời anh và em đóng vai chính trong phim hài Dịch Cười. Đoàn làm phim họ hẹn em tới gặp anh trước. Lát nữa họ đến đây đấy. Không, tôi cũng thích đóng vai hài nữa. Dân mình bây giờ thích cười, cũng y như Dịch Cười ở châu Phi. Ôm bụng mà cười chết hàng vạn người. Anh xây nước. Vâng. Làm trò cười cho thiên hạ mãi rồi. Buồn lắm. Đau lắm. Dạ. Đoàn làm phim họ đến. Anh Thịnh ơi. Nói là tôi đi công tác nhá. Sao? Họ biết mất anh ạ. Này, bảo là vợ tôi ốm nằm ở đây nhá. Chào các anh. Anh Thịnh đi vắng rồi ạ. Thế ai nằm đây? Vợ anh Thịnh đấy. Anh Thịnh nói không muốn đóng vai hài nữa đâu, mà chỉ đóng vai đứng đắn ạ. Ông đừng còn cười nhỉ. Ông ấy sao đóng vai tử tế? Tùng Linh, đừng hôn. Bác Thịnh. Sao? Tôi không làm ai rơi nước mắt được à? Mà cứ bắt tôi làm vai hài suốt đời. Xin lỗi bác, cậu ấy đùa đấy ạ. Sống làm gì nữa? Thà chết đi cho sống. Giúp các cụ lên chùa, cho phép chúng con phá nốt nhà các cụ làm mặt bằng xây nhà máy. Mô Phật. Ngày mai nơi đây sẽ là nhà máy điện sáng như sao, điện sáng muôn nước.
Khẩn trương lên các đồng chí ơi, chết thật, công việc còn bê bối như thế này. Khẩn trương lên. Anh làm ăn tệ quá, ta thay dân bốc mộ mà xương cốt để lộn xộn như thế này, người nhà họ đến nhận biết nói thế nào? Dạ, cũng vì dòng điện ngày mai mà thủ trưởng, chúng em phải hiện đại như thế này mới dọn kịp mặt bằng khi tổng giám đốc xuống thăm ạ. Anh chí, ta không vì bất cứ lý do nào mà đối xử với dân tệ như thế này được. Làm thế nào cũng được, phải khẩn trương lên. Sắp bây giờ đồng chí tổng giám đốc đến rồi. Khẩn trương lên. Báo cáo anh, ta không nên để anh em đội mũ bò treo cặp lồng cơm vào tượng Phật thế kia. Làm như thế đồng chí tổng giám đốc lại tưởng là ta ám chỉ đồng chí ấy thực dụng và a du cánh trẻ. Này, ai treo cái gì thì bỏ ra ngay nhá. Các cậu phải có văn hóa chứ, cô lao quá. Nên bỏ ra đi. Này, này, này. Ông giám đốc. Cái gì thưa bác? Chúng tôi chưa chuyển hết mồ mả, ông đã cho máy ủi đào tung lên đấy hả? Xương mối rồi đâu? Tôi bắt đèn đâu đấy? Ấy, các bác cứ bình tĩnh ạ. Chúng tôi có muốn thế đâu ạ. Đây là do mấy anh em máy ủi, họ nhận làm khoán, cho nên họ không muốn ủi cho xong nhanh đấy thôi. Ông lão, mà... Cảnh một cái gì nào? Xin các bác cứ bình tĩnh, chúng tôi đã phê. Nghĩa tử là nghĩa tận, đất có thổ công, sông có hà bá. Người ta chết rồi, cái này làm cái gì nào? Lão thấy bỏ mẹ thay. Bố cứ để con. Cái gì thế kia nhỉ? Ra ngăn họ lại đi. Dừng lại. Không được đâu anh ạ. Dừng đi. Stop. Dừng lại. Dừng lại. Stop. Dừng lại. Stop. 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 Bà con dừng lại. 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 Bác Chí, bác không nhận ra em à? Nhị đây, có chuyện gì thế bác? Công làm cái trò gì đấy hả? Đứa nào dám ngăn cản bố tôi hả? Chúng tôi ở công trường đây mà. Vâng. Các bác không biết sao, đã có thông báo ở trên vô tuyến về việc di chuyển nghĩa địa. Bác nói đúng đấy. Tôi biết. Không có TV, không dẹp ra. Chúng tôi thông báo vào trên đài đấy. Đài đó nghe gì? Có mỗi một cái loa văn hóa ở nhà. Tập tịt tay năm nay không có ma nào đến chữa cả. Không dẹp ra. Bà con đi, đuổi. Không được, không được. Tự vệ đâu. Bình tĩnh đây. Tự vệ. Nhanh lên. Từ từ đã, từ từ đã. Các anh để thế này à? Tôi đề nghị bà con dừng lại, chờ chúng tôi đón đồng chí tổng giám đốc xong đã. Anh Chí ạ, à, cứ để họ chôn cất rồi sẽ liệu xong. Không được, anh định dừng công trường lại 3 năm chờ họ bốc mả. À, tôi đề nghị bà con tìm chỗ khác chôn hoặc là quay về nhà nghỉ ngơi, chờ chúng tôi đón đồng chí tổng giám đốc xong rồi chúng ta sẽ bàn bạc cách giải quyết. À, hoặc là có thể đốt xác theo phong tục châu Âu, công trường sẵn xăng và củi. Đứa nào dám đốt xác bố tao? Bà con ơi, đánh bỏ mấy ăn luôn đây. Chào đồng chí tổng giám đốc. Chào anh. Anh ạ. Cái gì thế này? Dẹp đi. Dạ. Báo cáo anh. Dẹp đi. Chả là hôm nay giải phóng mặt bằng, bà con bốc mộ làm đám ma tượng trưng ạ. Không phải thế đâu bác ơi. Đám ma thật đấy bác ạ. Bố cháu chỉ muốn một nguyện vọng là được chôn ở cánh đồng này thôi ạ. Bác làm ơn cứu chúng cháu ơi. Tôi hiểu. Bác ngoài lại đây nhé. Yên. Dạ. Dạ. Thưa bà con, nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng chúng ta không chỉ sống bằng quá khứ, mà chúng ta phải vươn tới một ngày mai tươi đẹp. Chúng ta đi từ thung lũng đau thương vàng hoài tới cánh đồng vui. Như một nhà thơ lớn đã nói. Lâu thế, cái gì đấy? Dạ, bà cao anh, tôi gọi thợ chụp ảnh để kỷ niệm. Ờ, chứ. Cánh đồng vui tức là xã hội chủ nghĩa tương lai. Không đây thế. Cùng tay như thế kia thì có ngày mất cả đồng hồ, cái nhẫn đấy. Cậu vẫn không chừa cái bệnh địa chuyện Tiếu Lâm. Số cậu là số vạ miệng đấy. Cứ vung tay như thế thì chả cứ gì mất nhẫn. Cái gì mà chả bay. Thật đấy mà. Tớ vừa trông thấy ông bản vừa bị mất chiếc nhẫn đấy. À, này, tớ sẽ sáng tác một tiểu phẩm Cha con vừa mất nhẫn.
để diễn trong hội diễn của huyện lần này. Tớ sẽ đóng bẩm, còn cậu đóng xoan. Mai sau nơi đây sẽ là nhà máy điện. Tới đây dòng điện sông Đà sẽ đổ về cho cả tỉnh. Lúc đó nhà nhà người người sẽ sáng như sao. Đêm có điện, có tivi thì vợ chồng tránh được sự gần nhau lên giường từ chập choạng. Nhà bớt nghèo, nước bớt đồng. Như vậy nhân dân ta mới có hạnh phúc. Vô tay đi. Xin lỗi đồng chí. Có đúng được không? Có đúng được không? Hả? Hả? Đứng im đi. Thế này, là cái gì thế này? Hả? Như ta đây tên gọi là bờ, ta có ông, có cha, có thầy, có vợ. Vì chân ta không có họ nên thế gian quen gọi ta là thằng bờm. Con em tên là Xoan. Vợ của anh Bờm. Em Xoan. Anh Bờm. Tay ải, tay ai. Tay em, tay em. Chân ải, chân ai. Chân em, chân em. Lưng ải, lưng ai. Ủa chân là anh Bờm ấy, anh Bờm. Gì thế em? Anh Bờm ơi, mai em phải xa anh rồi. Em đi đâu? Em phải đi xây dựng công trình thủy điện tương lai. Đây đây gọi đây à. Tốt, tốt. Em đi xây dựng đất nước đẹp giàu. Dạ. Mai sau nơi đây sẽ là nhà máy. Ừ. Điện sáng như sao. Ừ. Quạt tay voi chạy vù vù vù. Anh sẽ không phải quạt cái quạt mo này nữa. Ừ. Này Xoan. Dạ. Em đi công trường anh lo. Em xinh đẹp như thế này, nhớ có đứa nào nó tán tỉnh thì... Anh đừng lo, em là người có nhan sắc thì em phải giữ nhan sắc. Em cố gắng lao động tích cực để trở thành chiến sĩ thi đua. Nhớ tham gia sinh hoạt cảm tình đảng thường xuyên, nhớ. Dạ vâng ạ. Anh tặng em chiếc nhẫn của cụ tổ anh để lại. Tôi chết rồi, nhẫn đâu rồi, nhẫn đâu rồi. Bây giờ lấy cấp chứng nhận ở đây thôi, em có lấy không? À, xem nào. Em mà lại lấy cấp nhận của anh nhá. Hôm nay vùng tay mạnh quá, nhận nó bay mất thì có. Ừ. Nhanh nhìn, sắp đến vai tôi rồi. Báo cáo thủ trưởng. Nghe anh em công nhân xì xào là đồng chí tổng giám đốc bị mất một chiếc nhẫn kim cương ở công trường ta hôm qua. Bệnh. Dạ, có thể lắm chứ. Anh em nói rằng việc cái tiết mục này là để ám chỉ việc tổng giám đốc vung tay diễn thuyết, mà cậu Trần anh là vua châm biếm xỏ xiên. Chết thật. Sao tôi không thấy ông ấy nói gì nhỉ? Dạ, chuyện tế nhị làm sao nói được ạ. Thôi, để em hỏi tay thư ký của ông ấy xem có đúng hay không. Thôi, để đấy tôi trực tiếp hỏi ông ấy cho. Dạ. Cậu ở nhà khéo léo kiểm tra xem ai nhặt được nhẫn không. Vâng. Mất thật là chết dở đấy. Cậu Trần Anh sáng tác tiết mục này ắt là nó biết chiếc nhẫn rơi ở chỗ nào rồi. Phải theo dõi nó. Vâng. Mình cầm tình cơ lật đật hay sao ấy. Vừa mới khởi công công trình xong đã đủ chuyện rắc rối rồi. À, đủ chuyện rắc rối. Xuống đi, các cháu làm cái gì thế này? Này bác ơi, đặt cho tôi ra nhờ một tí. Ơ này, thế còn... còn tiết mục bòn, bỏ. Tôi có việc phải lên gặp tổng giám đốc. Đổi mới tư duy, tức là phải vứt bỏ cái tư duy cũ đi. Vứt hẳn đi, không tiếc nữa. Cách mạng cái đầu này này, xua đi hết những tư tưởng thủ kỵ, bỏ cái lối
lúc nào cũng quy về ý nghĩa chính trị. Chúng ta đi từ thung lũng đau thương tới cánh đồng vui. Anh sẽ cốc bia. Chủ nghĩa xã hội là vui. Đúng ạ. Uống bia cũng là vui. Vâng. Không có gì mâu thuẫn cả. Vâng. Phải nhìn thẳng vào sự thật, rõ như lòng bàn tay này này, nhé. Chúng ta không thể duy ý chí. Chào anh. Coi thường ý nghĩa vật chất. Mình xin lỗi. Có chuyện gì thế? Hoặc là này, tôi muốn hỏi kín anh một điều rất tế nhị. Có phải hôm qua đồng chí tổng giám đốc bị rơi chiếc nhẫn kim cương ở công trường chúng tôi phải không? Hả? Có đấy. Này, nhẫn quý lắm đấy. Và cố tìm cho cụ. Cả gia tài của cụ đấy. Dạ, cái này thì ban giám đốc và đảng ủy chúng tôi đã có chủ trương phải tìm bằng được ạ. Còn là uy tín của công trường. Này, nhưng mà không được làm ầm ĩ lên nhé. Vâng. Phải kín đáo và khéo léo, không ảnh hưởng đến uy tín của cụ đấy. Thôi, tôi phải về để chỉ đạo anh em tìm ngay. Chào anh, tôi về. Đổi mới hay là chết hả? Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Lão chí lão đến làm gì đấy? Những tiệc vui như thế này đây. Có đúng lão không? Quy định biếu xe. Có đúng đấy không hả? Để mình duyệt kế hoạch tiền cho lão. Bắt đầu đi thôi chứ. Bắt đầu đi nào. Lão ấy gợi ý khéo là cụ bản có bất chức nhẫn kim cương không? Cả đời lão có bao giờ nghĩ đến chuyện đầu nhẫn không? Anh đón em về thỏa chờ mong. Anh đón em về thỏa chờ mong. Alo, tất cả anh chị em công trường số 7 về ngay công trường tập trung trước phòng giám đốc nghe phổ biến tình hình nhiệm vụ mới. Alo. Hát hò gì thì đến tối. Ai lại ban ngày ban mặt thế này? Tối mà chỉ có điện. Cậu là còn cái tội xỏ xiên nữa đấy. Cả cô nữa. Phải có kỷ luật chứ. Tôi ra lệnh toàn bộ anh em công trường số 7 không ai vắng mặt. Đề nghị anh cho diễn tiếp. Tôi ra lệnh giải tán hội diễn này. Cậu vào đi. Vào đây. Tôi chưa làm gì thế này? Tôi hỏi thật, cậu có nhận được chiếc nhẫn của đồng chí tổng giám đốc công ty không? Nhẫn nào? Cậu đi thành khẩn khai báo với tổ chức đi, để chúng tôi còn bàn bạc cách giải quyết cho êm. Văn là người, cậu không nhận được nhẫn, tại sao cậu sáng tác tiểu phẩm bỏ mất nhẫn? Tóm lại, tìm được cái nhẫn cựu khanh là cấp bách. Việc tuy nhỏ nhưng tỏ rõ cái sự quyết tâm của cả tập thể công nhân chúng ta. Tìm được cái nhẫn là bảo vệ được uy tín của công trường. Không có kẻ nào dám xuyên tạc được rằng trong chúng ta đã có kẻ lấy cắp tài sản riêng của cấp trên. Trong một xã hội cấm mà đi. Tài sản nói gì mà to thế, không để chúng ông ngủ à? Kìa bác Chí, chúng em đi đám suốt đêm qua, chúng em đang ngủ mà. Này, chôn lén hả? Ngồi xuống. Ê, mất trật tự. Ngồi xuống. Trong một xã hội mà tài sản của cấp trên không bảo vệ được thì tài dân cũng khó mà bảo vệ. Ôi rồi, tôi quyết định thành lập đội xung kích do đồng chí Trần Anh làm đội trưởng. Này, chết chưa? Ai bảo biện ra hài kịch cha con nhà bờ mất nhẫn. Lại đây các đồng chí ơi, bắt đầu từ chỗ ô tô con đã đỗ ở cổng kia, theo vết chân của đồng chí tổng giám đốc đi khắp công trường, dàn hàng ngang ra. Bắt đầu. Thank you.
rồi. Bố ơi, đây là cái vòng kế hoạch hóa gia đình. Không thể để anh em công nhân làm việc vì hiện trường sẽ bị xáo trộn. Nếu có người tham nhặt được nhẫn thì sao? Chỉ có cán bộ ở lại với đội xung kích thôi. Một quyết định vô lý, kỳ quặc, trái nguyên tắc. Tại sao lại lao theo một việc như vậy? Anh nghỉ thừa lắm. Ta cứ tuyên bố cho anh em công nhân nghỉ việc để tìm nhẫn cho đồng chí tổng giám đốc. Sau này khánh thành công trình có chậm lại, thì tạm có lý do để nói chuyện với đồng chí ấy. Chuyện đời là vậy rồi. Ông ấy có cảm tình thuận lợi đủ điều. Còn ông ấy mà ghét ấy, chỉ phán cho một câu là bao nhiêu thành tích công lao như trời biển cũng toi đấy. Cách nghĩ của anh cổ lắm rồi. Nó có hại cho công trường, cho đất nước. Tôi đề nghị phải tiếp tục để công nhân làm việc. Nếu không tôi sẽ báo cáo việc này lên bộ. Thôi được, anh điều hành công việc. Coi như anh là giám đốc, để tôi rảnh tay tập trung sức lực tìm nhẫn cho đồng chí ấy. Khoanh những vùng trọng điểm lại. À, cấm đi lại cho tôi. Anh Chí ơi, tôi lại đây. Các đồng chí ơi, đây, phòng kỹ thuật và xưởng cơ khí tiện nguyện đã cân đo chính xác rồi đây. Bây giờ xin các đồng chí chú ba lần để tính xác suất. Giỏi giỏi, cứ y như thật. Mất chiếc nhẫn này cũng tiếc, chả nói gì đến chiếc nhẫn kim cương. Sáng kiến này thật là sáng tạo, chứ cứ tìm hú họa như hôm qua có mà phí sức. Đưa xem nào. Các đồng chí nhớ lại xem, đồng chí tổng giám đốc vung tay hăng nhất ở chỗ nào? Chỗ kia. Chỗ đằng kia. Thôi được rồi. Bác cao anh, tôi nhớ khi đứng ở đây, sau lúc vái tượng Phật xong là đồng chí tổng giám đốc vung tay mạnh nhất. Bây giờ anh hãy đeo nhẫn vào, rồi vung tay nói như đồng chí ấy xem nhẫn bay đi đâu ạ. Tôi có phải là ông tổng giám đốc đâu. Thì tương lai anh sẽ nhận chức ấy ạ. Mô Phật. À này, ngày hôm ấy ông nói những gì nhỉ? Dạ, mai sau nơi đây sẽ là thành phố. Mai sau nơi đây sẽ là thành phố. Chật quá. Tành đau quá. Chị nhà bếp ơi, cho xin ký mới lần. Anh Chi ơi, đề nghị anh trả tôi kỹ sư hàng. Các đội đang cần kỹ thuật, còn tìm nhẫn thì cần gì phải học vấn cao. Không được, tính xác suất thì phải có kỹ sư giỏi. Tôi lãnh trách nhiệm điều hành công việc thay anh. Vậy mà anh giữ hết lực lượng trẻ xung kích, giữ cả kỹ sư kỹ thuật, thì tôi biết xoay sở ra làm sao. Ấy, thế mà anh xoay sở được thì mới giỏi chứ. Đề nghị anh hội phụ trách vật tư về ngay chạy xi măng. Hiện đã hết xi măng, cát, anh em sắp chơi dài cả rồi. Sao anh bảo đã ổn định vật tư rồi? Vâng, đúng thế ạ. Tôi đã mua đủ 200 tấn xi măng. Còn vận chuyển gạch ở các lò gạch huyện ta, ban vận tải chịu trách nhiệm, tôi không biết gì hết cả. Làm thì láo, báo cáo thì hay. Về lo vật tư đi. Nào, ta bắt đầu. Nó bay mất rồi. Đại thủ trưởng vung tay mạnh quá đấy ạ. Nó bay qua mũi tôi như một viên đạn rơi xuống bãi cát kìa. Như vậy càng chính xác. Này, phòng lao động điều ngay hai đội sàng ngay chỗ cát kìa nhé. Phát huy trí tuệ của tập thể cũng có khác nhỉ. Bác Cao Anh, theo em, một mặt ta cho đi thuê máy dò của công an ở sân bay về dò. Mặt khác, ta phát huy trí tuệ tập thể. Thôi đi đi. Này, có cần giấy giới thiệu không? Khỏi à, cứ có cái này là xong tất đấy mà. Kế hoạch ba của họ mà. Đây rồi. Để yên à. Cái gì đây? Em xin lỗi, em mượn về cắt kính thôi. Mai là em trả. Không được, tôi phải giữ để làm tang vật. Mà sao máy móc cũng phát hiện được cả kẻ trộm. Hiện đại thật. Đấy, không tìm nhẫn là sao biết được cán bộ nhân viên tiêu cực đến thế nào.
mọi việc đều có ý nghĩa cả. Phải thanh toán ngay. Người ta đã tìm ra vị trí chiếc nhẫn rơi dưới hồ rồi. Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Mà bắt người ta ngồi đây, ai là người kiểm tra hành lý ở ngoài sân bay nữa? Báo cáo anh, hôm nay hết tiền mà trả bằng xét được không? Tự nhiên làm sao tiêu được tiền âm phủ? Người ta là ngoài cho mình. Không còn tí tiền mặt rồi. Đây các anh xem sổ. Còn số lằng nhằng, sao không đơn giản hóa đi? Rắc rối quá. Anh Quỳnh mở két cho các anh xem. Cả quý chỉ còn có 300. Ra xin lỗi họ, hẹn hôm khác vậy. Nhưng ghi vào khoản gì được ạ? Ghi vào khoản chi phí bảo vệ chống tiêu cực. Nếu không có các anh dò ra, thì làm sao phát hiện được kẻ gian lấy cắp dao kim cương ạ? Alo, alo, đội tìm nhẫn chú ý. Sau khi hồ đã cạn, chúng ta chia làm 5 mũi, mò đi, mò lại, với phương châm đái cát tìm vàng, đái bùn tìm nhẫn. Trần Anh, tôi lấy cậu về để cậu làm việc này đấy. Anh em công nhân, về làm việc ngay. Ai về tôi sẽ đuổi. Xuống mò. Xuống. Kìa, đu về đâu? Chứ họ lại chứ. Để họ cố bất chắc thì sao? Ao này là của hợp tác chúng tôi. Vì công trường mới bồi thường có một nửa, tao không dám được đâu. Chúng tôi sẽ kiện lên tận huyện. Việc này hơi rắc rối đấy. Có thể anh em chúng tôi đã trả tiền, nói chí trá để bớt xem tiền của hợp tác xã. Chứ chúng tôi có văn bản hẳn hoi. Văn bản đâu? Đối chiếu đi. Trong lúc chờ đợi đối chiếu văn bản, thì chúng tôi vẫn tiếp tục tát cái ao này để tìm vật báu của nhà nước. Đó là pháp lệnh, không ai có quyền ngăn cản được. Thế là họ lừa mình rồi. Họ làm ăn thế đấy. Thôi, ta đi lên huyện đi. Họ cửa quyền lắm. Nhờ hai thầy đèo bác ấy lên huyện. Bác ngồi xuống đây. Chúng cháu sẽ đèo bác lên này. Lên huyện không xong, chúng cháu đèo bác lên tỉnh. Lên tỉnh không xong, chúng cháu đèo bác đi mãi mãi. Cứ yên chí. Quyết tâm nhé. Nhân dân sẽ đừng lùi bước. Không sợ bọn cơ hào. Hết quần áo rồi à? Thế bao giờ cho em được lĩnh quần áo mới ạ? Chờ thanh tra kết luận, chờ tổng công ty xét duyệt cũng phải vài tháng đấy. Thế chúng em cứ phải mặc quần đùi suốt mấy tháng à? Mình chán ngấy cái cơ chế này rồi. Hạch toán không ra hạch toán, bao cấp không ra bao cấp. Thanh tra sắp về tìm hiểu vụ việc này, các cậu cứ thành thật mà nói. Các cậu học nghề ra là để cống hiến, chứ không phải đi mò nhẫn cho cấp trên. Em về đây không phải để làm những công việc vô ích. Ở đâu cũng có những việc vô ích, chỉ khác lý lẽ thôi.
chúng ta phải giành quyền làm việc có ích, phải đấu tranh với những người như ông Chí. Thế các anh để chúng tôi trần truồng mãi à? Anh em công nhân không có quần áo mặc thì làm sao mà xây dựng được? Trước mắt quần áo đâu cho anh em mặc để làm việc với thanh tra? Ồ, hay nhỉ, thế các anh đi ăn vạ để phương đổi đi à? Tôi biết đâu quần áo của nhà các anh ấy. Chính người ở xã các anh đã đến gây rối công trường, lấy cắp quần áo của công nhân. Nếu các anh không bồi thường cho công trường, tôi sẽ kiện lên huyện. Này, tôi nói cho các anh biết nhé, đất có thổ công, không có hà bá. Các anh làm việc gì cũng phải báo với chính quyền địa phương. Đừng đừng người ta ao. Nông dân họ kiện các anh tận huyện tận tỉnh ấy kìa. Vớ va vớ vẩn. Anh bảo ai vớ vẩn? Tôi bảo anh vớ vẩn. Gây đủ thứ phiền hà cho địa phương. Thế vợ anh ở nhà cứ đẻ son son. Các anh cũng đến đây bắt tên ủy ban chúng tôi à? Ấy ấy, xin đồng chí bớt nóng ạ. Chúng tôi đến đây không phải là để bắt đền địa phương, mà chúng tôi muốn thương lượng để địa phương cùng với chúng tôi lo cho anh em công nhân ạ. Đây là ý nghĩa công nông liên minh đấy đồng chí ạ. Mà chả lẽ bà con nông dân lại để cho anh em công nhân chúng tôi mặc mỗi cái quần lót đi làm quanh năm hay sao ạ? Mời đồng chí hút thuốc. Nói như anh còn nghe được, kỳ vừa rồi chúng tôi ủng hộ đội bóng đá Phủ Lão huyện hàng 3-4 tấn thóc. Mà cái anh văn hóa là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi vừa may phục trang cho đoàn chèo. À, hay là các anh mang tạm ít phục trang của đoàn chèo về cho anh em mặc trong lúc chờ duyệt may quần áo mới. Quần áo tuồng chèo à? Cũng được, càng đậm đà tính dân tộc. Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ... thung lũng đau thương ạ? À? Không, từ di sản truyền thống đấy đồng chí ạ. À. Và... thế có bao nhiêu bộ? Được 10 bộ. Không đủ rồi. Không đủ. Tôi cần 30 bộ. Thế các anh sang bên bệnh viện tâm thần hỏi xem họ có cho mượn được ít quần áo bệnh nhân không? Nó gần đây. Này cô linh thiêng, cô có uy tín với nhiều người. Dạ, xin cô phù hộ cho con qua khỏi cơn thanh tra này ạ. Dạ. Tôi chết rồi bà ơi. Tôi để cơn có buji ở chỗ chữa xe rồi. Khổ quá, ông gắn tiếp đi. Con nằm mơ chỉ là phải phù hộ cho vợ chồng con. Vừa qua, con có tát cái ao, tìm cái nhẫn cho cấp trên. Bị vỡ bờ, mất 2 vạn ca giống. Hợp tác xã kiện con, công nhân họ cũng kiện con vì việc làm sụt lở chân móng công trình trọng điểm. Mô Phật. Úi dồi ôi, bố nơi nào ném tao đấy? Thôi, mặc sát chúng nó, lẽ tiếp đi. Mặc sát chúng nó. Đồ mất dạy. Lẽ tiếp đi. Thầy giáo dạy chúng mày thế à? Khổ quá, ông làm mất thiêng thì chết đấy. Con là mô Phật. Này, chuẩn bị ra đón nhá. Bác thanh tra đến, ra đi. Các đồng chí, sửa soạn là quần áo cho chỉnh tề. Hoa đâu? Mang ra đây. Hoa. Chào đồng chí. Xin mời. Chào đồng chí. Chào bác. Chào bác. Chào đồng chí. Đồng chí ngồi. Mang hoa ra tặng đồng chí đầu bạc ấy. Chào bác. Cảm ơn. À, nhà bếp đâu? Còn cái gì mang nốt lên đây? Mời anh hút thuốc. Mời anh. Có phong bì chưa? Đổ đây ạ. Sao dày cộm thế này? Bà cầu anh, ngân hàng phát toàn tiền 20. Mang đi đổi các lấy tiền chẵn. Em sợ muộn mất rồi ạ. Đi. Này. Dạ. Mời tất cả các đại biểu phòng ban lên đây họp với ban thanh tra. Vâng. Này này, các đồng chí phòng ban lên họp với ban thanh tra nhá. Đội tìm nhân đến, đội tìm nhân đến đi. Chào các đồng chí ạ. Anh định đùa với chúng tôi đấy à? Kìa, kìa.
Các đồng chí, tôi không đùa đâu. Kìa, bà Cao Anh, đổi toàn tiếng đẹp ạ. Mang trà tay vụ. Kìa. Bà ơi. Công việc thế nào rồi ông? Cứ tin là lễ bái đi, sắp mất trước rồi. Sao? Ông bảo sao? Thanh tra tức giận bỏ về. Thôi chết rồi, tôi đã bảo ông là phải đưa ngay chiếc nhẫn cho ông bản. Ông cứ lần khân không đưa. Bây giờ biết làm thế nào? Nghe đồn ông sắp về hưu, ai ngờ lại lên chức to hơn. Về hưu, ông chỉ được cái nghe mồm thiên hạ, còn lời thầy dạy thì ông bỏ ngoài tai. Tôi đã phải bán tất cả tivi tủ lạnh để mua nhẫn kim cương rồi, mà ông cứ nấn ná không chịu đưa. Thế thì đi. Cứ nước đến chân mới nhảy. Bà nhớ nói khéo, đừng để lộ ai biết đây. Được rồi. Đấy, bà vào đi. Ở nhà trong ấy. Thưa chị, hôm ông nhà xuống thăm công trường nhà em, có đánh rơi chiếc nhẫn kim cương ạ. À. Sao? Chiếc nhẫn nào nhỉ? Dạ, nhà tôi có chiếc nhẫn kim cương nào đâu. Cái này ạ, nhà em phải cho công nhân tìm mãi mới thấy. À, tôi nhớ ra rồi. Chắc là hồi nhà tôi đi Thái Lan, người ta tặng anh ấy thì phải. Xin cảm ơn chị. Dạ không sao. Mời chị uống nước đi. Vâng ạ. Tôi về nói lại với nhà tôi. Vâng, cảm ơn chị ạ. Anh nhà tên gì nhỉ? Dạ, nhà em tên là Chí. À. Hùng Chí, giám đốc công trường ạ. Thưa chị, nhà em thật thà ngay thẳng lắm, nên ở công trường nhiều đứa nó thù. Tội quá. Sao? Cách chức nó đi. Làm ăn thế đấy, chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Đứa nào tung tin nhà tôi sắp về hưu, anh liệu mà yêu ái chúng nó nhé. Thôi nhá, chị cứ về đi. Dạ. Tôi nói lại với ông ấy nhà tôi sau. Dạ. Ông ấy nhà tôi lắm. Chị cứ yên tâm, ông ấy nhà tôi chỉ cần nói với thanh tra một câu là xong ngay. Dạ. Những người có năng lực như anh ấy thật là hiếm, mà cứ bới lông tìm vết thì hết cán bộ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Nhờ chị về nói giúp ngay với ông nhà họ em ạ. Bà Cao Anh. Cái gì? Vụ tổ chức vừa gọi điện xuống báo cho ta biết là cử người lên nhận quyết định mới về nhân sự. Sao? Nhân sự mới à? Vâng. Cụ thể là ai thay ai? Em không biết ạ. Họ có nói rõ đâu ạ. Em nghe loáng thoáng ở bên ngoài, mấy ông thanh tra cứ khăng khăng đòi cho anh về hưu. Về hưu? Có khi đồng chí tổng giám đốc đã có cách khác. À. Nếu ông ấy thực sự quý anh, điều anh lên công ty làm phó giám đốc. Cái trò đá bổng ấy mà. Cũng có thể. À, cậu chuẩn bị micro họp tại hội trường. Vâng. Để chấn an dư luận. Vâng. À này. Dạ. Sau đó cậu lên bộ xem sao. Vâng. Để đẩy mạnh tiến độ thi công, tiết kiệm thời gian, tôi tranh thủ họp cơ quan để chấn chỉnh lại tổ chức, bước sang giai đoạn mới. Thời gian qua, công trường ta có nhiều rối loạn, nhưng tôi hạn chế họp để dành thời gian cho sản xuất. Theo tôi, sáng kiến họp tại hiện trường, vừa làm, vừa họp, vừa ăn, vừa họp của phòng tuyên huấn đề ra đáng được biểu dương. Nhưng những lúc cần thiết cấp bách như thế này vẫn phải họp nghiêm túc như ngày hôm nay. Thế còn trên giường thì sao? Trên giường cũng phải họp. Chúng ta đã có nhiều thành tích, nhưng những kẻ phá hoại muốn chống lại sự nghiệp của chúng ta đã tung dư luận phản tuyên truyền.
làm ban thanh tra hiểu lầm chúng ta. Vừa qua, trước khó khăn về quần áo lao động, do cơ chế quan liêu bao cấp trì trệ, chúng ta đã năng động khai thác vốn cổ để giải quyết quần áo cho công nhân và kết hợp củng cố công nông liên minh. Đề nghị các đồng chí ổn định trật tự nào. Em vừa lên bộ đã có quyết định cho ông Chí về hưu, anh lên làm giám đốc. Hả? Tôi làm giám đốc? Vâng. Đưa người trẻ có tư duy mới như anh lên thì sự nghiệp công trường ta mới thành. Em đã chuẩn bị mọi nghi lễ mừng anh. Bây giờ em vào quyết định công bố nhé. Toàn thể hội trường chú ý. Làm cái trò gì thế? Đã có quyết định mới của bộ về thay đổi tổ chức. Theo quyết định này, bộ cho ông Hùng Chí về hưu và bổ nhiệm đồng chí Văn Mộc lên làm giám đốc. Cảm ơn các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí. Vậy tôi không về hưu. Cái tay ký cho tôi về hưu tóc bạc già hơn tôi 10 tuổi 8 tháng nữa kìa. Anh chị em nên nghe lời tôi. Tôi muốn cống hiến đến hơi thở phút cuối cùng. Trong khi chờ đợi mua hoa về để chúc mừng đồng chí tân giám đốc, tôi xin trân trọng giới thiệu đội nhạc của xí nghiệp biểu diễn để chúc mừng đồng chí. Chuẩn bị. Hình như đúng rồi, chiếc giày này là của mình đấy mà. Ông Mãnh nào giấu đi làm cho mình không có giày đi. Chẳng may. Sao chậm thế? Bây giờ tài vụ mới chi tiền. Đây là quà của công trường tặng đồng chí. Cái này để đồng chí đựng bạc khen. Còn đây là quần bò, cây dô. Xin mời đồng chí Văn Mộc. Bó hoa này xin chúc mừng đồng chí. Cảm ơn. Mong đồng chí lãnh đạo xí nghiệp thắng lợi rực rỡ hơn trước đây rất nhiều. Toàn thể anh em chuẩn bị. Thưa anh em công nhân, tôi xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm cao quý trên tinh thần dân chủ công khai. Tôi đố anh chiếm cái ghế của tôi đấy. À, con dấu đây này. Tôi không cần con dấu của anh. Cái cơ chế quan liêu bao cấp giấy tờ mệnh lệnh của anh đã lỗi thời rồi. Anh ạ, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức, xin chúc mừng anh ạ. Dạ, báo cáo anh. Ảnh của bác Chí tuy to nhưng mà ảnh của anh tuy nhỏ nhưng nét. Để em treo anh lên ạ. Thôi được, cậu cứ để ảnh bác Chí đấy. Chúng mình sống với nhau có tình có nghĩa. Anh ạ. À, Lâm xin chúc mừng anh ạ. Cho mình nói chuyện riêng với Lâm nhé. Dạ vâng ạ.
Mời anh. À. Mình đang cần gặp cậu. Kể từ hôm nay, cậu làm trợ lý cho mình được không? Dạ. Mình đang rất cần những kỹ sư trẻ có trình độ khoa học và có tâm huyết như cậu. Dạ vâng ạ. Anh Mộc ạ, em có một thằng bạn Việt kiều ở Canada mới về nước. Em định giới thiệu nó với anh vì nó có một kế hoạch mà công trường của chúng ta có thể thu được rất nhiều ngoại tệ. Ngoại tệ hả? Vâng. Tốt lắm. Cậu lo giúp mình việc này nhé. Dạ vâng. Mình rất thích những người làm ăn thoáng. Này ơi, ta nhiều thứ có thể xuất khẩu được các thầy lắm. Táo bảo lắm. Này có đấy, làm ăn được. Chúng ta hết sức ủng hộ phương án táo bạo mà anh Khoa đã đề ra với chúng ta. Vâng. Xin nâng cốc. Chúc mừng anh Khoa, người Việt kiều yêu nước đến với chúng ta. Xin nâng cốc. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Nghe các anh nói thì hấp dẫn đấy, nhưng phải hết sức cảnh giác với chủ nghĩa tư bản thối nát. Không thể lãng mạn và phiêu lưu được đâu. Thế thì bằng vào đâu? Gần 60 năm rồi đây. Thế thì bằng vào đâu? Hãng K3 sẽ mua của ta 10 tấn đĩa và lắp trạm biến thế cho ta. Báo cáo anh, bây giờ ta dừng thi công lại để tập trung nuôi đỉa. Một khi ta đã có đủ 10 tấn đỉa trong tay rồi mà họ không sang mua đỉa nữa, vậy lúc đó ta bán cho ai ạ? Yên tâm. Tôi xin cam đoan với các anh, chỉ một tháng sau khi lĩnh đủ 10 tấn đỉa, hãng K3 sẽ chở người và nguyên vật liệu sang đây lắp cho ta một trạm điện tối tân nhất. Bây giờ anh ạ, kỹ nghệ sản xuất thuốc chống đông máu phát triển, bao nhiêu tấn đỉa cũng không đủ. Vừa rồi hãng K3 chúng tôi ký hợp đồng với Thái Lan mua 100 tấn đỉa, thế mà đến bây giờ vẫn chưa đủ đấy các anh ạ. Nhưng làm gì còn vốn để mà nữa đi, cả quỹ chỉ còn mấy ngàn tiền mặt. Yên tâm anh ạ, sẵn bể chứa dầu cho máy biến thế điện, chúng ta tổ chức cho anh em công nhân nuôi đỉa bằng tiết lợn. Tiết lợn? Ồ. Vâng. Đỉa giống chúng ta phát động anh em công nhân thu mua của bà con nông dân. Còn vốn, chúng ta bán vài chục tấn xi măng, sắt thép là đủ. Vật tư chạy khó lắm các vị ơi. Anh yên tâm, anh Khoa sẽ trả hoàn toàn bằng tiền mặt, phải không anh? Đúng. Trước mắt, nay mai tôi về nước, tôi sẽ gửi 100 tấn bột mì ủng hộ công nhân. Chắc chắn nhé. Yên tâm. Đây này, anh Khoa cũng vừa cho tôi bộ quần áo này đấy. Mặc mãi quần áo tâm thần hôi quá. Ngày mai nơi đây rất nhiều đĩa đó. À? Đi bán như sao? À? Nó xài à? Ăn đi xài. thank you. Các đồng chí ạ, à, tôi tin vào phương pháp táo bạo này. Chúng ta phải thay đổi cách làm ăn. Trước mắt, chúng ta tập trung lực lượng để bắt đầu việc nuôi đĩa. Ok. Nếu được anh ủng hộ, tôi tin là mọi việc sẽ xong xuôi cả. Mình nhất trí thôi. Bây giờ quyền của cơ sở lớn lắm, các anh cứ việc mà làm, miễn là đất nước có lợi, chúng mình cũng có lợi. Này này, nhưng đã làm là phải có hiệu quả cụ thể nhé. Đừng có đầu voi đuôi chuột như việc tìm nhẫn của cụ Bản ấy. Mẹ kiếp, kỹ sư gì mà nay thì đi nấu bếp, mai thì lại đi xúc đất, ngày kia thì lại phải ra bãi tha ma canh trộm. Chào các bác, anh em chúng tôi đi đám ma bên làng bên, chúng tôi say rượu quá, chúng tôi ngủ ngoài bãi, nhờ hai bác cho anh bạn ngủ nhờ một tí. Này, đám ma ở đâu thế hả? Công trường đã cấm chôn ở khu vực này cơ mà. Họ chôn lén đấy bác ạ. Bác bảo bây giờ làm gì còn đất nữa mà chôn. Nhờ hai bác ạ. Chôn lén mà công ăn mặc quần áo như thế này đi đêm trông ghê ghê quá. Chúng em đi cho đủ lề bộ chứ cũng không có thổi thành tiếng nữa. Chúng em đến xin phép các bác. Các bác gác xi măng đi ạ. Cho em xin độ vốc dưới về hàn cái trọng nhé. Các bác uống nước. Ừ, bác.
tôi cũng là người mê nhạc lắm đấy. Các bác thổi cho nghe điệu gì buồn buồn ấy. Buồn à? Buồn thì dễ thôi. Ai có quyền cấm chúng em buồn? Chúng em là những nghệ sĩ dân gian buồn thảm. Cậu ấy nói đúng đấy. Chúng em có quyền buồn. Này, nhưng mà em thổi ma có hiện về, bác đừng có sợ. Ma, ma. Trộm, có thể là trộm xi măng. Ta thử ra xem sao. Ai? Đứng lên, đứng lại. Ơ, anh Mộc, anh ra đây làm gì thế này? Anh đi tìm nhẫn đấy à? Hả? Sao lại tìm nhẫn? Tìm nhẫn làm gì? Em Tiếu Lâm đấy. Ông bà làm gì có nhẫn mà mất? Sao? Cậu biết ra chuyện ông bản mất nhẫn hả? Có nghĩa là ông bản không mất nhẫn? Không. Có thật không? Vâng. Đúng thế không? Vâng vâng. Ôi dồi ôi. Nào, ngồi xuống đây đã. Ngồi xuống đây đã nào. Sao cậu lại biết ra chuyện ông bản mất nhẫn? Em có chủ định tung tin bậy đâu. Chỉ vì thế lão ta buồn cười quá, em mới dựng ra tiểu phẩm cha con bờ mất nhẫn để diễu. Không ngờ lại nên chuyện. Hóa ra cậu bịa câu chuyện này đây à? Cậu cứu mình một bàn thua trông thấy đấy. Một bàn thua trông thấy đấy. Ai kia? Vào đây làm gì? Trôn lén hả? Cho cổ nó lại. Ê bác ơi, bác ơi. Đây là anh bạn của cháu đấy ạ. Hồi diễn. À, anh ấy đi hội diễn trên huyện về ạ. Quay lạ. Còn ai kia? Mộc đây. Đồng chí Ngô Cừ chưa ngủ à? Ngủ ngay thế nào được. Nghe tiếng kẻn đám ma sốt ruột quá. Sợ đang đêm có bọn nào nó vào nó chôn lén. Rồi thì một vài ngày lại thêm cái má mới. Thì chả mấy chốc mà rồi công trường mình trở thành bãi tha ma mất thôi. Thôi, để tôi lại đằng kia một lát nhé. Tôi đi anh nhé. Mấy cái thằng cha này lố bịch lắm anh ạ. Chỉ có tiếng cười mới đánh đổ được bọn họ. Mà bọn họ có đồ thì những người như anh mới lên được. Mấy cái lão ấy quen với nếp nghĩ cũ, tin vào những điều bịa đặt, điều tưởng tượng ra hơn là tin sự thật. Anh khác họ. Đúng vậy. Nên em ủng hộ anh. Anh là người cái đó đổi mới. Nên em nói thật. Các cậu tha hồ sáng tác. Tiếu Lâm, mình không sợ. Chỉ có những người bảo thủ, lạc hậu mới sợ mới suy diễn. Này mấy kia, đào bới cái gì ở đây hả? Chào bố ạ. Bố ơi, ở quê đói quá bố ạ. Nghe tin ở đây có nhiều vàng với kim cương, đến kiếm miếng lộc trời. Bố thôi. Tôi không hút. Tôi không hút. Đi đi ông tốt ra. Anh ra làm gì lên mặt thế? Mất gì của nhà anh? Này ông ơi, làm gì có vàng có kim cương mà tìm. Về đi. Toàn tin đồn nhảm đấy. Thôi bố trẻ ơi, đừng có dở giọng nhắn nhít ra đây nữa. Thôi về tập văn nghệ đi. Rồi, làm cái gì thế này? Alo, alo. Ở đây không có vàng đâu. Đề nghị đồng bào ở dưới lên ngay. Đề nghị đồng bào ở dưới lên ngay, không sập phẩm gây tai nạn. Alo, alo. Lên ngay. Lên ngay. Không có chúng tôi đổ nước hun khói chết ngạt bây giờ. Mang cái điếu cày lại đây. Ở đâu đến đây phá hoại hả? Em ở Sơn La. Vào đây ở dưới lên đi. Vào đây. Dạ. Dưới còn nhiều người không? Các bác tha cho em, ở dưới nữa con đâu lắm mà. Béo như thế kia còn đi đào mà.
đi. Ơ, hăng đi qua. Anh về nước lấy bột mì rồi kia mà. Bột mì nào? Ai quen các anh? Vớ vẩn. Thằng lừa đảo nó lấy hết vật tư của mày rồi. Tôi đã bảo mà. Báo cáo anh, Việt Kiều giờ cho bắt ngay anh ạ. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Nhanh lên mọi người. Chạy mất. Bắt bắt tôi. Bắt có ăn 10 tên tiền. Thấy chưa? Sao hôm nay anh về muộn thế? Anh đi kiểm tra công trường. Lão Chí để lại nhiều việc bê bối quá. Tuấn ơi, về ăn cơm đã con. Anh làm gì đấy? Thôi, để đấy đi ăn cơm đã anh. Anh định báo cáo tình hình với cấp trên à? Anh ạ, đừng kiện lão Chí. Theo em, anh cứ viết thẳng thư lên bộ thì ông bản có muốn bênh lão ấy cũng không được. Mặt khác, anh cứ viết một bức thư nạc danh bỏ vào thùng thư nhà ông bản ấy. Cứ tố cáo là ông Chí đã tìm thấy nhẫn quý, nhưng quyết định ỉm đi, không trung thực với tổ chức, với cấp trên. Ông ấy có cãi đằng trời. Đã công trường nữa. Thoát tù là may. Còn nói gì kiện các anh? Mình phải chặn trước đi. Không nó thù mình, nó nói xấu mình với ông bản. Làm gì mà như thằng Hề thế? Em bảo sao? Anh giống Hề lắm à? Trông anh buồn cười lắm à? Thôi, ngủ đi. Anh vừa qua một giấc mơ khủng khiếp. Anh sợ mình lỗ bịch như những người giám đốc trước. Vừa rồi cậu Trần Anh có nói trông ông bản như một thằng hề. Cái cậu Trần quấy hay xỏ xiêm bịa chuyện chứ gì. Cậu ta là cơ hội lắm đấy. Anh đừng có tin. Ừ, nhưng mà nó có thể bịa chuyện giễu mình lúc nào không biết. Anh phải cẩn thận đấy nhé.
tại sao cậu lại bịa tin nhảm gì ấy ra? Cậu không nhớ lời nói đội máu à? Bây giờ bao nhiêu người kéo đến phá công trường, thế có chết tôi không? Em có tung tin đâu. Em chỉ hài hước một tí. Em đã nói với anh rồi. Tại sao các cậu hay cười lãnh đạo? Nếu chúng tôi có khuyết điểm gì, cậu cứ việc phê bình thẳng thắn công khai. Việc gì mà phải đặt bè kể chuyện thiếu lâm để đả kích lãnh đạo? Đã không xây dựng lại còn phá hoại. Tại vì em thấy ông buồn cười quá. Em chả biết ông ấy có khuyết điểm gì mà phê bình, nhưng mà em thấy buồn cười. Nhiều người thấy buồn cười. Thế là các cậu cười thoải mái với nhau chứ gì? Cậu không biết tiếng cười của cậu làm tan nát công trường này à? Cậu biết chứ. Tôi đuổi cậu. Ơ? Sao anh lại đuổi tôi? Vì cậu phá hoại. Cậu cơ hội. Tại các anh lố bịch chứ. Tại vì chúng tôi. Tôi sẽ cười các anh. Về nhà đi đâu thế này ạ? À? Sao anh ăn mặc thế này? Lên chỗ con đây. Nghe nói ở trên ấy nhiều vàng kim cương lắm phải không? Giời ơi, làm gì có? Con nó phải về quê đấy. Làng bên đến đào được nhiều lắm mà. Nghe nói có nhà đào được 3 cái nhẫn kim cương. Thôi, các cụ về đi. Đừng có đến đấy làm gì vô ích mất công. Con ở đây có biết làm gì có vàng có kim cương ở cái bãi tha ma ấy. Còn là đó nói thế, ta về đi ông. Về là về thế nào? Mắt tôi trông thấy người ta mang nhân quý về nhà, mà anh còn giấu à? Cả làng cả xã người ta đi đào đây này. Nó là nó sợ mình đến, nó phải nuôi. Tôi không phiền anh đâu. Đi bà, đi, đi bà. Quay lại đi. Quay lại đi. Đi bà. Làm gì có vàng? Trời ơi. Núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bao cờ vờn bay trên cao, chân trời mới sáng ngời quân ta đi. Chân móng có nguy cơ bị sập. Do nhiều người đến đảo phá quá. Tôi đề nghị, một mặt chúng ta tăng cường lực lượng bảo vệ, giăng tay ra cản, cầm tay nhau, thành một hàng rào chắn lối vào công trường. Đúng, đúng. Mặt khác, cho loa truyền thanh giải thích để cho bà con ra về. Phải trừng trị bọn phá hoại, không được thô bạo với dân. Tôi có ý kiến. Khoan đã, Lâm có ý kiến gì không? Tôi đề nghị ta mở luôn cửa hàng dịch vụ để phục vụ bà con. Vì đằng nào thì bà con cũng đến đây rồi. Ta vừa phục vụ, vừa gây vốn, để bù vào những thiệt hại do bà con gây ra. Đúng, phải năng động tính, phải thích ứng với thực tế. Tôi đề nghị, chúng ta sẽ mở một quán cơm bình dân, một quán giải khát, và một cửa hàng cho thuê quốc sản. Sau đó tịch thu, cho thuê quay vòng luôn. Ủa, cái gì thế này? Động đất à? Chết thật! Khinh bản thân! Đến bản đất rồi. Ở đâu đến đây phá hoại thế hả? Tôi cũng đi đào vàng kim cương như mấy anh đây thôi. Toán đồn bố láo cả.
đi. Bà con dừng lại. Đề nghị bà con dừng lại. Sao không kiên quyết hả? Tôi đề nghị bắn súng chỉ thiên, còn dùng bắn súng gậy gộc đuổi bọn phá hoại ra khỏi công trường. Không được đàn áp dân, phải thuyết phục, nhưng phải nắm vững chuyên chính của công trường. Cứ có đám là mà kẻ đến thôi. Miệng mày. Để kia đôi kẹt tập hồng cây. Này, để tôi làm cho. Kìa, ok. Chuẩn bị bắt đầu rồi, đi đâu thế kia hả? Để tôi giúp cho một tay. Nó giấu ra trong kèn. Kinh quá. Tuyệt cảnh. Tôi không dây. Giời ơi. Nó lại hay quá được rồi. Bảo hàng thần trước nhiên. Ra chuẩn bị đây. Triển khai đi, bắt đầu. Tình hình này mà cứ tiếp tục xây dựng trạm điện là ảo tưởng, ý chí luận, không căn cứ trên tình hình thực tiễn. Tỉnh ta chưa đủ sức xây dựng trạm điện. Tôi đã nghĩ kỹ rồi,
phải đề nghị với tỉnh chuyển công trình này thành khu công viên. Sẵn các hố dân đào, ta cải tạo thành hồ để bà con đến bơi thuyền. Trạm biến thế này sẽ thành cái sân khấu. Còn nhà biến thế nhỏ kia, ta hoàn chỉnh thành cái chuồng voi để bà con đến giải trí. Như vậy ta sẽ có khu công viên hoàn chỉnh. Còn máy móc vật tư này ta sẽ bán cho tỉnh để giúp cho huyện gây quỹ văn hóa. Tuyệt vời. Nếu mà không kiên quyết, cứ để họ đào di chân, có xây công viên cũng sụt. Đại biểu, hôm nay nhân dịp đại hội phụ nữ của chúng ta, nhầm. Có mình bỏ quên cả bàn chải đánh răng trong túi lên họp trên bộ đấy. Thưa toàn thể bà con, nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa của nhân dân lao động, chúng ta đã dựa vào sức dân kịp thời đổi mới tư duy cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, hoàn thành công trình công viên văn hóa mà hàng vạn bà con tới dự lễ khánh thành hôm nay là một thành tích vô cùng to lớn. Chúng ta đã tiết kiệm 6 triệu cho nhà nước. Chúng ta đi từ thung lũng đau thương tới cánh đồng vui. Hẹn lại kéo về nơi cái mặt hồ. Ngày mai nơi đây điện sáng, sáng ngời muôn ngàn vì sao. Muôn đời lấp lánh trên cao, chứ muôn đời lấp lánh trên cao. Em ai kéo ve nuôi nhà cái mặt hồ. Ngày mai nơi đây điện sáng, sáng ngời muôn ngàn vì sao. Ngày nào lấp lánh trên cao, chứ muôn đời lấp lánh trên cao.